đơn này khách trả hàng vì báo là hàng đã qua sử dụng này, với cả không phù hợp hệ thống này. Bên bên mình thì có ghi rõ là hàng đã qua sử dụng rồi nhé. CAW. Mã trả hàng của bên giao hàng nhanh này, CAW này. Nội dung về hàng đã qua sử dụng thì bên mình đã ghi rõ rồi nhé. Còn bây giờ nó có hoạt động hay không thì bên mình sẽ test. Hai cây như này luôn. Đang đèn nó đang sáng đây. Và mình sẽ lấy một cái điện thoại khác để mình test nhé. Sạc hết pin này. Sạc cả buổi tối được 27% đấy, hết là hết rồi. Xem là buổi tối chứ. Sạc sạc. Mercury. 4, 5, 6, 7, 8, 9. A còng này. Bên mình cài mật khẩu mặc định là 1-9 A còng cho khách nhé. Rồi, cái tên Mercury này 4312 bên dưới chỉ là mình đấy. 4312 này. Rồi, trùng nhau nhé. Rồi bên mình sẽ vào mạng thử nhé. Rồi, hoạt động bình thường nhé. Không lỗi gì đâu nhé. Cô gái này rất giỏi, cô 3 tuổi học võ, 4 tuổi học y. Cô không những có tuyệt thế võ công, còn là người thông thạo y thuật, có thể chữa rất nhiều các loại bệnh nan y. Trước mắt cô đã